Chiều nay, Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã xử lý hơn 1.700 vụ việc, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó truy thu thuế và xử phạt với tổng số tiền gần 143 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong ban chỉ đạo và đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời lưu ý, từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, các thành viên ban chỉ đạo phải tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn cũng đặc biệt lưu ý các ngành hải quan, quản lý thị trường tăng cường và chủ động hơn nữa trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là trong lĩnh vực vật tư y tế, thực phẩm chức năng, giám sát kinh doanh xăng dầu, v.v. Dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 6 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. 12 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng.